Xin giới thiệu với các bạn, đây là họa sĩ kiêm nhà điêu khắc Trần Đình Chân. Anh Trần Đình Chân là một người bạn học rất thân của tôi từ thời ở Trung học Chu Văn An Sài Gòn năm 1955, và chúng tôi đã xa nhau 50 năm nay rồi. Hôm nay mới được gặp nhau tại tư gia của anh ở Sài Gòn, và chúng tôi xin rất ngưỡng mộ anh trước những tác phẩm của anh trong một xưởng vẽ của anh ở gần thành phố, ở gần Sài Gòn. Và chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Trần Đình Chân. Anh Trần Đình Chân sẽ giới thiệu những tác phẩm của anh ngay tại đây. Cảm ơn bạn. Tôi với anh Dũng là bạn thân nhau từ thơ ấu, quần mài, quần trên ghế nhà trường. Năm nửa thế kỷ sau mới lại gặp lại. Thì hôm nay tình cờ gặp lại nhau buổi chiều. Anh Dũng có nhà ý giới thiệu tôi với các bạn. Thì có cái gì mình sẽ nói hết và trình bày hết. Các bạn cùng chia sẻ với tôi. Đây cái cửa đầu tiên. Tôi mới mua căn nhà này mới được 2 tháng. Thì cái vị đã đứng đầu tiên. Nếu mà gọi là thần tài cũng được, mà muốn gọi là ông Phật Di Lặc cũng được. Di Lặc tức là ông Happy Buddha, ông mang đến cho sự vui vẻ. Tôi mới mang bức tượng này để trước cửa đầu tiên để đánh dấu cho sự vui vẻ. Quả thật là bạn bè xa gần, nhất là những người bạn thân nửa thế kỷ gặp lại, báo hiệu đó là sự vui vẻ. Và bên bên này tiếp theo là bức ông Phật này. Tôi có nghiên cứu về Phật giáo, cho nên những tác phẩm về Phật giáo tôi cũng làm rất nhiều. Đây, bức này mang chuyển từ nhà cũ đến nhà mới cũng bị bẻ, nhưng mà mình chưa có dịp sửa lại. Đây là Đức Đại Nhật, là tổ sư của các vị tu về Mật Tông. Sau đó, này, con ngựa của ông Tráng Sĩ này cũng tượng trưng cho Chí Nam Nhi. Thời nào cũng Chí Nam Nhi là tung hoành hết á. Cái ông này còn thiếu thanh kiếm, mà chưa gắn này được đấy, thanh kiếm này cũng bị chuyên trở này gãy. Đó, đây là thanh kiếm này gắn cho ông Tráng Sĩ này, tượng trưng cho Chí Nam Nhi. Ngày xưa lúc trẻ mình còn thấy cái hình trên TV hay nói về Nguyễn Trãi đó. Đó, thì có một hình dáng của ông này đi lên cái ngọn đồi. Thì tôi cũng tưởng tượng cái hình dáng đó mà làm lại ra. Tiếp theo đây là những tác phẩm mà làm cho khách hàng đặt, thì cũng chuyên chở phải cắt đôi cái ba ra nhưng vẫn giữ kỷ niệm mang theo. Ông biết đứng trong góc kia là cái ông Lý Thường Kiệt đó, thì Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, là cũng làm cho một cái vị xưởng của Lý Thường Kiệt. Đây là bức cũng là ông Di Lặc mà kiểu của Thái Lan. Đấy cũng là những pháp môn mà tôi tu. Cái ông này thì cũng nhà theo hình của rồi đây, cái anh Long Văn Sang đấy, mà cũng biến sang thể người Việt Nam. Còn những bức này thế, vì di chuyển phải cưa cắt gì hết, để đang trong trạng giáp nối lại. Cái bức dưới ngồi thế này là cái ông Nhất Sang, ông Việt Nam giờ chưa chỉ sửa lại xong. Ông cũng là người ở lên Đà Lạt lập cái về y học, ông là người có nổi tiếng. Tiếp theo đây ông Kim Ca cũng bị cưa cắt mà chưa dám nói xong. Bên này thì bức tượng cái đầu này ngày xưa làm cho bạn Đại Tướng Khiêm á, Trần Tướng Khiêm á, thì làm xong trong cái chùa An Quốc ở trong cư xá Chí Quan Chí Hòa. Làm xong bức tượng này thì bà ấy ra đi, báo hiệu cho biết là chấm dứt một thời kỳ, mà báo nên đó mà tôi không để ý. Lúc đi rồi mình biết bà đi du lịch thì này rất là lâu, ông cứ việc nhận tiền đi làm tiếp tục. Thì mấy anh đại đá trong đó anh nói biết là bà đi lâu có nghĩa là không về nữa. Thì quả nhiên một tháng sau thì cái mảng rồi, đó là bức tượng cuối cùng. Đây đặng toàn tác phẩm mà khách hàng đặt mình làm theo ý người ta. Bà này là quán tự tại, có nghĩa là mang hình dáng của người đàn bà cũng là người đàn ông,
nói cái ý nghĩa là con người ta sống chấp nhận cái đang có thì kêu là tự tại. Quán tự tại đã quán tưởng như hiện tại thì được vui sướng. Đó, những bức mạng thế đầu của bà chuẩn đề. Cái này là ông Tiêu, ông này ông Hộ Pháp, cũng là ngôi chùa ngoài chung tôi đọc. Làm nguyên người cơ, nhưng mà chỉ giữ được con nửa. Đây là tướng tinh của tôi, con cọp. Cũng mới mang về cũng chưa sửa chữa xong. Còn bức này thì ai cũng biết rồi. Bức này ai cũng biết rồi. Khắp thế giới đều biết rồi. Đây là những tác phẩm tôi đang sáng tác để mà trang trí trong các phòng trà ca nhạc. Còn đây có thể nước chảy xuống thiệt và có những con vật hoạt động trong đó. Mà cũng chưa có dịp để mà phóng lớn. Đấy, bức tranh vừa vẽ tay cũng có bức tôi dùng Photoshop. À, tôi chuyển thành từ bức hình thành bức vẽ. Và trong Photoshop tôi có nghiên cứu có thể dùng thêm 3D có thể cho cử động được luôn. Cũng nằm trong cái chương tương lai làm việc của tôi hết. Vì sau cách mạng là tôi thấy cuộc sống nếu mà thực sự về nghệ thuật á, để cho có người chơi nghệ thuật thì nó bị xáo trộn trong hoàn cảnh ít người chơi. Tôi mới đáp ứng theo thị trường, có nghĩa là sáng tạo tất cả những mẫu mã để cho người đáp ứng cuộc sống của người ta. Bất cứ mặt hàng gì anh muốn ra trên thị trường sống được là tôi sáng tạo mẫu. Ví dụ như đây là một cây bonsai này. Bonsai nó đạt huy chương vàng nhưng mà người ta không có tiền mua. Thì thế là mới lấy mẫu sáng tác ra. Rồi tôi mới chỉ phân khuôn, chỉ cách ta thực hiện từ cái bông cho tới cái cây, dùng tay hoặc dùng máy để sản xuất ra. Cái người có bỏ tiền ra người ta làm này rất là giàu. Đó, thì điều khác có nghĩa là làm từ cái bông rất là nhỏ cho nên chuyện rất lớn đều làm được hết. À, tôi được cái may mắn cái gì mình cũng nghiên cứu thì mình làm được. Đây là hình của cô học trò cũng học tôi xong anh lấy mà anh Việt Kiều đi Đức cái đây cũng được mấy năm rồi, cũng học mà tự cố ấy. Xin học làm ngay bức hình của cô ấy. Tôi có cố gắng làm cho được bức này. Khi cô thành nghề thì cô ra đi à. Tất cả những bức này đều là vừa làm cho mình mà vừa làm cho người. Thì đến tuổi này tôi cái kết luận là tôi về lại căn nhà này, tức là tôi trốn khách để bao nhiêu thì giờ còn lại làm cho mình chứ không cần làm cho người kiếm tiền nữa. À, tôi đang thực hiện chuyện đó thì đồng phát bạn bè gặp lại nhau cho mình chỉ có dịp giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Thế để trong thời gian còn lại là mình sẽ để hết những tâm tư những sáng tác ra những cái những tác phẩm mà nằm trong tâm tư mình bao nhiêu lâu mình chỉ vì phục vụ nhân sinh mà không có dịp làm cho mình. Tôi ví dụ như bức này là chữ này do chữ tâm mà ra, bắt nguồn chữ tâm là cái bức tranh. Đây chữ tâm này, đây chữ tâm chính này. Đây, chữ nó viết chính chữ đó, đây, chữ tâm kiểu đó là chữ nho đó. Từ chữ đó tôi biến thành những bức này. Cái tâm tức là do người, nó biến cái bức đó ngồi theo, nó có cái hình dáng người ngồi bát ấn, ngồi trên bông sen. Ở bên này hình dáng bà Quan Âm cũng là do hoa bông lá kết thành. Nên cả ngọn núi dùng Photoshop tôi đưa ngọn núi lên trên nữa. Vi tính thì tôi đục đẽo bỏ phần khác đi, chơi lại còn ông Phật. Đó. Những cái đó là những tác phẩm mà mình dùng tưởng tượng. Còn bức này thì nó có hơi nói về cái cuộc một chút. Đó. Bức đâu này? Đây nó đây. À, cái bức này là cái anh khủng bố, anh chặt đầu người ta, anh treo lên. À, thì song song bước nữa thì có một bước nữa là nói về một cái người là gánh cái con gánh mà có hai bên giỏ, một bên giỏ thì bước đâu rồi? Đây, bước này đây, anh cũng thấy rõ. À, bước người đàn bà Việt Nam bồng con đi bán rong. Mà trên cái gánh hàng rong ba bên đậu bi lá đen mà bên là anh bút bà thì văn rong để phải kiếm sống. Cái con gánh nó cũng là cái xào để treo cái võng mà con bà ấy còn sống sót bà đi bán rong. Thì ý nghĩa tôi muốn nói là cái hoàn cảnh của trong chiến tranh có những đau khổ đó do những anh lãnh đạo tạo nên. À,
mượn tất cả những hình ảnh để tạo tác phẩm. Như 12 con giáp này tạo hình, chữ của nó là tượng hình, nhưng mà mỗi tượng hình nó đều mang ý nghĩa của một con vật. Trên 12 bức tranh, 12 chữ đó là gốc là chữ Hán, thì mỗi hình dáng chữ nó đều mang tượng trưng con vật. Như thế tôi tạo thành 12 bức tranh lý sử gần mạng. Mà trong cái 12 con giáp này có thể nó có những cái hợp nhau và cái không hợp nhau. Sáng tác bước đó thì có thể nhìn cho là nó biết đó, ngày này chơi cái hợp hay không, làm ăn chung được không, vợ chồng con cái tình yêu đều có cái hợp và không hợp. Tôi dựa theo cái đó tôi làm tất cả các phẩm và phục vụ nhân sinh. Thì nói về nghệ thuật thì nói hết đời không bao giờ hết, nhưng mà đến đâu thì mình có sức mình làm tới đó, mà làm hết sức. Nên là mình hy vọng những ngày còn lại mình sẽ quay được cuốn phim để vừa nói vừa sáng tác, vừa làm việc và chỉ dẫn người ta. Đó là cái để lại cho anh em về sau nếu thích học. Vừa quay phim này, vừa sáng tác, vẽ cũng như điêu khắc. Rồi cách sống của cái nghề có thể trong vòng 1 tháng cũng sống được, hay trong vòng 3 năm cũng sống được. Mỗi một cái thời gian nó sẽ cho mình cái trình độ với giá trị cao lên. Tôi quay phim và tôi để lại cuốn sách đó, đó là kỷ niệm cuối cùng của cuộc đời. Những ngày còn lại tôi sẽ làm chuyện đó. Đó là những lời tâm sự của anh Trần Đình Chân, một học sinh, cựu học sinh Chu Văn An. Và nhân dịp tôi về gặp lại bạn cũ ở trên đất nước quê hương, thì tôi đã được may mắn gặp lại anh Trần Đình Chân. Có thể nói anh Trần Đình Chân trước đây cũng là một người thầy dạy vẽ của tôi từ thời còn đi học, và tôi rất là khâm phục tài năng của anh. Và ngày hôm nay với mái tóc bạc phơ thay thế cho mái tóc đen bay bướm bồng bềnh của thời học sinh Chu Văn An đã thay đổi hoàn toàn con người Trần Đình Chân, nhưng tâm hồn của Trần Đình Chân lúc nào từ 50 năm nay lúc nào cũng tràn trề những niềm vui và những lãng mạn của cuộc đời. Và chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Đình Chân, họa sĩ kiêm điêu khắc gia rất là tài năng của cựu học sinh Chu Văn An của chúng ta ngày xưa. Xin hết. Cảm ơn bạn.